Alo. Xin chào tất cả mọi người trong chương trình ca nhạc một cái đêm văn nghệ cuối tuần. Xuân Mạnh và các ca sĩ ban nhạc quê hương xin gửi đến tất cả những lời chào và lời kính chúc sức khỏe. Chúc một buổi tối thật vui tươi, an lành. Mở đầu chương trình Xuân Mạnh xin gửi đến tất cả mọi người, đó là một điệu hát văn Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa. Tháng
này lên cao, chảy ngược lên cao. Xin cảm ơn mọi người.